Dạ rồi, rồi hiệp sĩ Nguyễn Hình Hải xin chào anh và chị ha. Anh và chị cho em hỏi một tí ha. Chị gái trước đi, chị cho em hỏi mình tên là gì, mình đến từ đâu? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Bích Hoài, em đến từ tỉnh Điện Bắc, Tân Uyên. Bắc Tân Nguyên, Bình Dương đúng không? Dạ. Hôm nay chị đến nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hình Hải giúp mình vụ việc gì? Dạ, tìm con ạ. Tìm con mình phải tấm hình tinh tai chị đang cầm không? Dạ, phải ạ. Con mình tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con em tên là Nguyễn Thị Thuận, 15 tuổi. Nguyễn Thị Hận, 15 tuổi. Dạ. Rồi em xin mời chị nói chi tiết vì sao hôm nay mình đến đây nhờ tìm con ha. Dạ. Chị nói đi. Dạ thì tại con em mới đi làm á. Rồi cái đi làm cũng như thường ngày vậy, em đi từ sáng mà một lần là mấy bữa trước là cứ đi đến 4 giờ mấy chiều là về nhà. Bữa hôm đó là cháu đi làm một cái từ ngày hôm đó đi đến tối đến đêm, cũng đến mai cũng không thấy về luôn. Đi làm là tự nhiên không thấy về nhà luôn. Dạ Con mình làm công ty ở đâu? dạ nó làm ở công ty điện tử cabin này dưới đất cuốc. Con mình đi đem theo những tài sản gì chị? Dạ nó đem theo một chiếc xe đó rồi. Có một chiếc xe thôi hả? Dạ. Trước khi con mình mất tích thì gia đình mình có la mắng hay đánh gì con Dạ không. không? Không có la mắng, vẫn bình thường hết luôn Dạ vẫn bình thường, sáng cháu vẫn đi làm bình thường. á. Vậy thì trước khi mất tích thì mình có thấy dấu hiệu nghi ngờ nào của con mình không? Dạ không. Không có gì hết luôn. Dạ. Bỗng nhiên mất tích, mình có thử tìm hiểu cũng như là hỏi thăm những người bạn chung công ty với con mình chưa? Dạ ở trong công ty làm thì của cháu thì không có ai làm ở gần nhà hết á. Không có ai hết Dạ, tại cháu mới vô cái công ty đó làm được có mười mấy ngày thôi. luôn. Dạ. Mình có thử lại công ty hỏi không? Dạ em có lại công ty hỏi mà công ty nói là cháu làm đơn xin nghỉ cách đó là một tuần rồi mà cháu vẫn đi làm bình thường mà gia đình không biết. Dạ. Là làm đơn nghỉ công Dạ ty. làm đơn thôi công ty đó là một tuần rồi, trước đó một tuần, mà trước đó một tuần là nó cái tuần vừa rồi là cháu nó đi làm á, cái tuần mà cháu chưa đi á là nó vẫn đi làm bình thường, cũng sáng đi chiều về, sáng đi chiều Vẫn về đi vẫn 4 thôi giờ nhưng rưỡi. mà đã viết đơn nghỉ công ty rồi Dạ đúng nó viết không? đơn nghỉ công ty rồi nhưng mà không biết cháu đi đâu, nhưng mà cái đến chiều là bốn giờ chiều là về. Dạ Bé năm nay 15 tuổi 15 ạ. tuổi. Dạ Theo em như nhận cũng như là sự biết của em thì có hỏi con mình vào công ty đa cấp hay là bị dụ dỗ rồi. Vì trước đó thì rất là nhiều cái trường hợp các bé gái từ độ tuổi 12 đến 16 tuổi, đặc biệt là sinh viên rất là nhiều, đã bị các đối tượng dụ dỗ vào các động đa cấp, công ty đa cấp rất là nhiều luôn. Dụ cái chiêu dụ dỗ là tẩy não các bé đủ thứ hết, sáng vào cà phê rồi ngồi nhắn tin mua bán đồ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đủ thứ hết, là đủ thứ hết. Rồi con mình đi đến bây giờ là được bao nhiêu ngày rồi? Dạ được 9 ngày à. 9 ngày rồi. Mình còn nhắn tin hay điện thoại được cho con mình không? Dạ riêng bé thì không có nhắn tin điện thoại gì được, nhưng mà cái hôm mà cháu đi một ngày xong đến sáng đến đêm không thấy về, đến sáng mai là người nhà có đi tìm thì có cái thằng cháu nó ở bên nhà nó có nói, nó kể với gia đình là bé có quen một cái thằng này ở trên Facebook. Mà trước đó là lúc cháu ở nhà là cháu có khoe với thằng bạn á, là nói là nhắn tin là nói với nó là mày có đi Bạc Liêu với tao không, anh có đi Bạc Liêu với em không, thì cái thằng nhỏ ở gần nhà nó nói là không tao không có đi, mày đi thì mày đi. Là cái hôm chủ nhật, cái đến tháng thứ hai là cháu đi làm là mất luôn, cái hai vợ chồng mới đi tìm cháu thì nghe cái thằng nhỏ nó qua nhà nó nói là con bé nó quen cái thằng này ở trên Facebook, thì mới vô Facebook, thì gia đình mới vô Facebook thì nói với thằng đó là có đem bé đi không, thì nó mới nói là có. Thằng đó Dạ nhận là nó dẫn là bé thằng đi nhắn luôn. bé đi, nó nói là bây giờ con có gia đình cũng dụ dỗ nói là thôi bây giờ mà nếu mà con đem bé đi á thì bé Thuận đi thì con đem về cho gia đình đi để gia đình khỏi phải đi tìm, thì nó mới nói nhắn tin lại là dạ hai ba hôm nữa con sẽ thu xếp đem bé về, mà đến bây giờ thì không thấy đâu hết, mà giờ Facebook thì nó chặn luôn rồi, Cắt liên mà lạc đó. cắt liên lạc hết, mà con thì mấy bữa gia đình thì bố mẹ thì nó chặn hết cuộc gọi không gọi được, còn riêng cái bà cô ở nhà bà gọi thì nó nói là con đang ở Hòa Bình Bạc Liêu mà kêu là con về đi, nó nói là cái tự nhiên cái nói là bây giờ con ở đâu thì con nhắn địa chỉ đến bố mẹ đi đến đem con về, thì tự nhiên cái nó tắt máy ngang luôn. Rồi, theo như thông tin của chị đã chia sẻ thì em cũng là hiểu được một phần. Dạ. Có hỏi con mình chứ hai trường hợp duy nhất thôi, một là bị một chàng trai đó dụ dỗ đi xuống Bạc Liêu chơi, Dạ. hai là chàng trai đó dụ dỗ bán vào các động luôn. Dạ. Thế thôi, chỉ có hai trường hợp đó thôi, không còn trường hợp nào khác ha. Dạ. Nhưng mà cái trường hợp này đội hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải cũng đã giúp rất là nhiều rồi, Dạ. vì bé dưới 16 tuổi là còn quyền kiểm soát của cha mẹ, Dạ. cho dù bé đồng ý hay không đồng ý thì
không ai có quyền đưa bé đi. Khi mà đưa rồi cha mẹ đưa đơn ra cơ quan chức năng thì người đó chỉ có bốc lịch thôi, vì dưới 16 tuổi là không ai có quyền đưa bé đi hết, cha mẹ đưa đơn ra nó đi tù hết ha. Nên một lần nữa em xin nhắc nhở cũng như là nói lại cho bà con cô bác cũng như là những người nào, đặc biệt là cái chàng trai đang dẫn dụ bé gái 15 tuổi này đi ra khỏi nhà nay được 9 ngày rồi ha. Nếu như em xem được video này thì nhanh chóng em hãy thả bé về, cũng như là em liên hệ cho gia đình đến rước bé về cũng được. Vì bé có 15 tuổi thôi, cho dù bé chấp nhận đi chung hay là bé tự đi chăng nữa mà đang ở cùng với mình, thì lúc đó cơ quan chức năng đã vào cuộc rồi, cũng như đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng đã vào cuộc, thì lúc đó mình không còn đường nào để nói chuyện, cũng không còn đường nào để đi chơi nữa ha. Vì bé dưới 16 tuổi là toàn quyền của quyết định cha mẹ, cho dù bé đồng ý không đồng ý cha mẹ đưa đơn ra là chỉ còn ngồi bốc lịch thôi. Nên một đây là cơ hội cuối cùng, nếu như ai đang dẫn dụ cũng như ai đang dụ dỗ dẫn bé đi thì nhanh chóng thả bé về, cũng như có thể gọi trực tiếp cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để đưa bé về. Số điện thoại là 0913785858. Còn nếu như cố chấp không thả bé về thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ dùng các nghiệp vụ cũng như là tung quân đến truy quét cũng như là đưa ra cơ quan chức năng. Lúc đó là mình không còn tương lai cũng như không còn cơ hội để nói chuyện nữa ha. Đây là cơ hội cuối cùng của mình rồi, vì bé chỉ mới 15 tuổi thôi. Đó là em cho cơ hội cho những người nào đang dẫn dụ bé đi, đây là cơ hội cuối cùng. Anh trai cho em hỏi, mình là ba của bé hả? Dạ, anh cho em hỏi thêm, anh công việc của mình là đang làm gì? Là đội ngũ tự do anh. Là còn muốn tự do. Vậy là công việc mình cũng có nhiều thời gian mà đúng không? Mình ở nhà có thường tiếp xúc với con của mình không? Có chứ, tại vì bé thì nó mới đi làm công ty chưa được giờ ấy, nhưng mà vợ chồng thì cứ cứ 1-2 giờ sáng là đi làm rồi. Thì 1-2 giờ sáng mình đi cậu ngủ rồi đúng không? Rồi là bé ở nhà cũng thường ngày là cứ đi làm công ty, cứ 6 giờ 6 mấy là tự đi lại đi ăn uống đi làm công ty thôi. Mình có thường dẫn con đi chơi hay là thường nói chuyện với con mình không? Cũng nói chung là gia đình thì cũng nói, như trời chủ nhật á, ở nhà thì cũng trong nhà cũng nói chuyện bình thường, tại cái mấy ngày bắt đầu rồi thứ hai rồi đi làm suốt rồi không ít cũng ít nữa. Con mình từ đó giờ có đi chơi qua ngày hay là tụ tập bạn bè không? Dạ không, đi làm công ty là về nhà. Đi làm là về thôi đúng không? Rồi. Bé có quen không anh? Cầm hình xích lên với em ha. Vậy nè. Rồi. Bé ở nhà mình quen không anh? Dạ quen. Đi làm từ đó giờ bé ở nhà mới đi làm được mười mấy ngày hả? Đó giờ có đi làm ở đâu chưa? Dạ chưa, nói chung là chưa chưa đi khỏi Tân Nguyên, chợ thị xã Tân Nguyên nữa. Bé có hay đi chơi với bạn bè không? Dạ không, không đi Không chơi. đi luôn. Là đi lần đầu đi, lần đầu đi là đi phát 9 ngày luôn rồi đúng không? Đây nói chung ở đây là cũng trường hợp rất là nghiêm trọng đối với cha mẹ, nhưng mà tên đội hiệp sĩ Nguyễn Hải thì tiếp xúc cũng như là giúp rất là nhiều rồi. Trong tháng này chắc cũng không dưới 30 vụ các vụ cha mẹ lên đây nhờ tìm các con dưới 16 tuổi. Đặc biệt là các chàng trai dụ rất nhiều, cũng bắt đưa ra cơ quan chức năng rất nhiều, đặc biệt là đưa ra hẳn cơ quan chức năng cha mẹ kiện luôn, vì các chàng trai cố chấp không có hợp tác cũng như là không có thả bé về, thì đội hiệp sĩ của anh Hải cũng như đã dùng các nghiệp vụ đến đưa ra cơ quan chức năng luôn. Vì khi đội hiệp sĩ của anh Hải đã đăng tin tìm kiếm rồi thì bà con cô bác cộng đồng mạng cũng đã chia sẻ chỉ vị trí cũng như dùng các nghiệp vụ rất là nhanh để tìm được đối tượng dẫn dụ con mình đi. Nên ai đang dẫn dụ bé đi nhanh chóng thả bé ra cũng như đưa bé về, còn đến khi đội hiệp sĩ Nguyễn Hải đến trực tiếp đưa về rồi là mình không còn cơ hội để nói chuyện nữa, đó là mình vô uống nước trà với cơ quan chức năng rồi ha. Sự việc này gia đình mình đã trình báo cơ quan chức năng chưa? Dạ rồi. Mình báo rồi đúng không? Rồi anh trai cho em hỏi, nếu như bây giờ có một người chở con mình về, mình có chấp nhận rút đơn và bỏ qua hết tất cả vụ việc không? Bỏ qua hết. Mình nếu như người ta chở con bây giờ chở con về trả về thì gia đình mình có chấp nhận rút đơn bỏ qua hết sự việc không? Không. Dạ bỏ. Dạ bỏ. Là sao? Chị có chấp nhận bỏ không? Dạ không. Nếu như bây giờ người ta hối lỗi rồi đó, người ta sẽ chở con mình về. Người ta chở con mình về trả lại thì gia đình mình kiện tiếp hay là bỏ qua hết vụ việc? Hả? Anh chị em hỏi á, ví dụ bây giờ người ta chở con về xin lỗi gia đình mình thì gia đình mình có chấp nhận bỏ qua sự việc rút Dạ đơn lại dạ không? bỏ.
Dạ anh bỏ qua hết đúng không? Dạ đúng rồi, ai cũng có đường lầm lỡ cũng như ai cũng có tình yêu hết mà, nên nếu như người ta thương thì người ta dụ dỗ đi chơi, bây giờ người ta hối lỗi rồi thì mình có thể bỏ qua nếu như đưa về gia đình mình vẫn chấp nhận cho hai đứa yêu luôn đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi, bé gái cũng nghe rồi đó, ba của em cũng đã nói rồi, bây giờ chỉ cần em quay về thì cha mẹ chấp nhận cho em yêu đương bình thường, nhưng mà ở khu vực Bình Dương này thôi, qua lại chơi bình thường chứ không được đi xa ra khỏi tỉnh, vì em còn rất là nhỏ, không biết được cái cạm bẫy cạm dỗ đủ thứ bên ngoài, nên muốn gì mình cứ dẫn bạn trai về nhà nói chuyện với cha mẹ thì làm gì làm ha, chứ đừng có nên bao giờ mà bỏ nhà đi như vậy. Thứ nhất là mình hại người yêu mình sẽ vướng vào vòng lao lý, vì em còn quá nhỏ chưa đủ tuổi trước pháp luật. Em làm như vậy là em tự đưa người yêu em vào ủ tờ đó ha, bốc không dưới 7 cuốn lịch đâu, nên em khuyên người yêu em thì em hãy nhanh chóng kêu người yêu trở về nhà ngay lập tức, chứ không đợi hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đến đưa bắt hai đứa luôn á, đưa ra cơ quan chức năng là lúc đó là mình không còn cơ hội nói chuyện. Em thì không sao rồi, nhưng mà người yêu em thì đi bốc lịch đó 7 8 cuốn đó, một cuốn là 365 tờ ha, nên anh nhắc nhở lại một lần vậy thôi. Rồi chị gái còn đôi lời nào chia sẻ cũng như gửi đến con mình nếu như con mình xem được video này không? Chị nói Nhà này muốn là chia sẻ là nếu con ở đâu rồi con về nhà cho ba mẹ khỏi khỏi phải lo lắng, khỏi phải đi tìm. đi. Ừ. Rồi anh trai có đôi lời nào chúng chia sẻ gửi đến người mà dẫn con anh đi không? Anh cứ nói thẳng đi. Nhiêu được Mình hết đôi lời nào ha. Rồi một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng, nếu như ai thấy được em gái ở trong hình này ở đâu, xin liên hệ trực tiếp cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, số điện thoại là 0913785858, để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải có thể giúp anh chị đây đưa con về để tiếp tục công việc cũng như là dạy dỗ con mình, vì con mình còn quá nhỏ ra đường thì bị người ta dụ, chưa biết được cái cám dỗ bên ngoài, có thể nghiêm trọng là người ta dụ đưa ra qua bên Campuchia rất là phức tạp, nên một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cùng chung tay giúp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chia sẻ mạnh video này, ai thấy được em gái trong hình này ở đâu xin liên hệ trực tiếp cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, số điện thoại là 0913785858. Dạ em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.